Chào mọi người, hôm nay là mình sẽ dẫn mọi người đi đến một cái quán món ăn thiên về cái ẩm thực miền Trung. Cái quán này là tên là Hàng Phố. Quán này ở địa chỉ là 14/40 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái quán này các bạn. Đây. Quán này có cái không gian cũng khá đẹp á. Đây là cái phía bên ngoài của quán này. Quán Hàng Phố nha. Và địa chỉ là 14/40 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm trong cái hẻm miếng phở gà Kỳ Đồng luôn các bạn. Quán này là mở ra được hơn 20 năm rồi đấy các bạn. Nhưng mà nó có đặc biệt là có ở đây là được mọi người giới thiệu ngon nhất là món gà Quảng Nam, gà ta. Thì cho bây giờ mình đi vô ăn thử xem thế nào nha. Đây, bên trong quán này. Trong này có nhiều món lắm. Thì đây là món gì nhỉ? Đây là món gì mọi người? Nước chấm quả cá nục chấm. À đây là rau bánh tráng với bún để mà cuốn ăn với cá nục hấp. Thì đây là cái đoàn mình là kêu hai món là món cháo gọi gà. Cháo gọi gà Quảng Nam với một món cá nục bánh tráng. Thì rồi mình đây là ông lúc họ bưng cái này ra trước. Mình chút xíu mình đang đợi làm gà nha. Đây bên trong này các chị đang làm gà trong á. Đây là cái thường họ ăn của miền Trung là nó hay có những cái trái ớt xanh này mọi người. Ớt xanh của miền Trung đó là Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế hay là Quảng Trị là thường có ớt này. Với cái nước mắm ăn tỏi ớt này. Nó khác với nước mắm miền Nam mình. À đây là cái dĩa rau. Đây là cái địa chỉ của quán này các bạn. Đây là cái menu của quán này các bạn. Menu thì cái này thì họ thiên về cái mì Quảng Nam này, có mì Quảng, có nhiều loại mì Quảng. À, rồi có cái bún, các cái loại bún, mắm. Đó, với là cá nục. Cá nục của bánh tráng có hai loại, loại lớn và loại nhỏ. Và các cái loại cái món ăn của miền Trung, hến xào, lòng xào nghệ. Đó. Còn đây là chủ đạo của quán này, gà lên mâm, loại lớn là 350 là ăn kèm với xôi hay là ăn kèm với cháo gì đó, làm gỏi. Mà được mọi người giới thiệu là cái quán gà ở đây ngon lắm, cho nên lúc mình ăn thử. Thì có cái món nhồng xào súp bánh tráng nữa các bạn. Đây các bạn, đây là cá nục hấp đúng không cô? Cá nục hấp á. Dạ. Cá nục vừa hấp nóng rồi, ba con này là 120 ngàn. Không phải là bán cá nục 120 ngàn. Nói rõ ra là có bánh tráng, có bún, có nhiều thứ các bạn. Chứ bằng nói bán cá nục 120 ngàn thì mấy bạn lại chửi tôi nữa. Đây, bây giờ là cá nục đang nóng là ăn liền luôn đó nha. Cái này là mình nhúng, bánh tráng này là mình phải nhúng cho nó mềm chút xíu. Xong mình bỏ kèm cái cải với giá bắp chuối gì đó thì mình ăn xong mình chấm. Nước chấm đây thì ai ăn rồi chén thì bỏ cho chén. Đây, để nhúng cái bánh tráng này mà. Đây, mình nhúng bánh tráng này. Rau kia là rau bạc hà. Rau bè kêu rau húng nhỏ. Nhúng bạc hết, nhúng bạc. Cái này là bạc hà, kia là húng lụi gì nữa. Rau húng lụi. Nó lụi đầy vô hết hả? Thơm ngon. Nhưng mà có người ăn được thì cái hơi có mùi đắng. Đó, đúng rồi, đây này mới ăn đúng này. Đây bóc chặt kêu mới đúng rồi, chính xác. Là em người Quảng Nam đúng không em? Vâng, em là người Quảng Nam. Đúng rồi. Để em sẽ ăn cá nục cũng bánh tráng cho mọi người xem nha. Theo cách Quảng Nam này. Cái nút này không ngon bằng cá nục bên của chỗ này. Có ngọt hả? Dạ. Ăn thử là em thấy nó không có tốt. Cứ quay bình thường ăn ngon mình giới thiệu ngon, giờ mình giới thiệu để cho mọi người biết thôi chứ gì đâu. Đấy là nhìn mắt nhìn không ngon nên là ăn thử. Vì cả bây giờ vào Sài Gòn thì sao mà bằng ở quê được. Cảm ơn.
bún nữa chứ nhỉ. Bỏ thêm tí bún nữa cho nó ngon. Mình là kéo gì mà nó tay. Mình cháo đi ngồi nó không có ngon nhưng mà ăn vô thấy cũng được á. Cái gì mà dĩa gà này mọi người, dĩa gọi gà. Cái cách họ làm cái họ trộn cái dĩa gà nó còn khác ở miền Nam mình. Theo kiểu đúng miền Trung luôn đây. Đây. Con gà làm được hai dĩa vậy á, với cháo nữa các bạn. Chị cho em cái cháo lên cho em cái chị hả? Đó, bây giờ gà có cái muối tiêu chanh. Cái này trộn với lá vậy ta? Rau răm, với hành tây. Hành tây, tiêu. Đúng chắc miền Trung luôn các bạn. Đơn giản vậy mà ngon này. Một con gà là hai vừa gọi. Gà này như mỡ vậy mà. Ừ nha. Trồng chém ghê vậy. Cái biển đâu. Mình thử nha. Này cứ tự nhiên thôi. Ăn thử nó có cái vị nó theo với gà nó có ngọt không? Dạ. Mình thử với gà coi. Đương nhiên là được rồi nhưng mà không ngon không? Đúng không? Gà này cũng hơi dài. Nó nói chung là tạm. Ăn tạm đấy các bạn. Lót nó thấm. Thịt nó mềm quá. Mình kêu nó thấm, còn có người miền Nam hơi mặn nhưng mà mình thấy ăn nó thấm, nó giống kiểu bắp ở gia đình á, cũng thấm. Trung Quốc là sao cũng nghệ đúng không? Cái này có nghệ nữa này. Có nghệ hả? Có, như một nghệ. Mọi người đã ăn là có nghệ đó. Trong đâu ai trồng nghệ đâu, dùng giỏi đâu. Trong là gì bắp. Giống như là vùng mà từ Huế hay Quảng Trị là họ ít ăn nghệ. Quê em chọn thì rau cà chua, hẹ, tiêu, với rau quế, ba lá thôi. Quýt tấp á. Mèo tao quay. Sao? Sao mèo quay?
thường anh chấp lắm. Bữa ăn cua anh chấp 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 mấy anh kia vô chửi. Chưa có cháo rồi chị ơi. Có cháo chứ chị? Dạ. Bắt xe. Đâu rằm anh nè, đâu rằm ăn đẹp tài chút. Chanh nè hẳn không? Nhưng mình thấy là nó cái vị nó còn chưa giống ngoài quê đó. Chưa giống nhà đó. Nó bị lưu đảo á. Nhà này mới ngon nhất. Mới làm gì hả? Mơ không thì mình mơ quá. Uống gì ta? Đây đây là hai tô cháo. Hấp dẫn chưa? Wow, lòng này. Đây là cái phần mà lòng mì gà họ nấu cháo mà. Cháo nhìn cũng ngon này. Rồi ăn cháo mọi người. Hai dĩa cháo à, hai dĩa gà, hai tô cháo. Chết đúng nhau bạn ơi. Nhà này chết đúng. Mình tìm biết không thấy tim đâu, chết đúng. Tôi tìm bị trùng luôn đó. Đó. Lâu. Đây là xôi đậu xanh bò cho nó quá xanh. Quá vậy, con đem sớm. Miếng mà không có nhiều mà. Dạ, con đem sớm rồi đem muộn nó no quá. Tại cô về cô mới thấy kìa. Bốc hơi luôn nè, cô là cô chủ hả cô? Cô chủ nè các bạn. Sôi nó bốc hơi rồi, sôi là rất là vọng lên. Đây mình cái này sôi này mình bóc tay mình nãy mới ngon nè. Sôi xanh đúng rồi. Đúng rồi. Hồi xưa ở nhà hai cung rằm á. Đúng rồi. Nãy bằng tay thôi mấy mọi người. Đúng rồi, ngon cực kỳ. Rồi cái món này ngon nhất nè. Ăn bằng tay. Đi bằng tay. Hơi nóng nhỉ. Ở nhà giờ cái gì bất ngờ với đĩa sôi thì nóng nhỉ. Đậu xanh nó bờ bờ nó ngon lắm. Trôi nóng. Đúng rồi, buổi sáng mà ăn xôi này thôi xứng đáng luôn á. Nóng lắm. Thơm. Đậu xanh béo lắm.